Lô, xin chào các ông. Và trên tay tôi đang là ba mùi hương của nhà Karl Lagerfeld. Cũng có rất nhiều bạn nhìn thấy cái bộ sưu tập của nhà K trên cái kệ của nhà mình. Và cũng có nhiều bạn hỏi anh ơi mùi hương như thế nào. Tại vì em thấy là nó khá là rẻ, được bày bán khá là phổ biến ở trung tâm thương mại. Thì nó có ngon hay không? Nó có đáng mua hay không? Ngày hôm nay thì mình sẽ review ba cái mùi hương mình đang có ở đây. Đó là Border Juju, Border Vetiver và Border Cedre. Đây, và chúng ta hãy cùng nhau xem mùi hương nó sẽ sử dụng có tốt hay không, có phù hợp khí hậu Việt Nam hay không và cái phong cách ra sao nha. Mùi hương đầu tiên mình có ở đây đó chính là Border Juju. Đây, mình sẽ lấy cái que thử. Cái mùi hương của nhà này thì mình đã thử khá lâu, tại vì các bạn biết rằng là mình có cái bộ này rất là lâu ở trên kệ rồi. Mà ngó qua một chút về phần ngoại hình đi, trước khi em nó bay bước những cái nốt hương hơi nồng ban đầu đi. Chúng ta có một cái thiết kế trông... Nó thật là tôi cũng không biết miêu tả thiết kế như thế nào. Nếu mà như thế này không thôi thì tôi thấy là nó ok. Nhưng mà khi mà làm cái nắp này vào ấy, tôi cảm thấy nó không được mét với nhau cho lắm. Cảm giác nó hơi bị lệch ấy. Cái này mà cái nắp họ làm bé bé một tí thì sẽ đẹp hơn, kiểu thon lên trên ấy. Nhưng mà biết đâu đây là cái thiết kế khá là sáng tạo của nhà Car thì làm sao. Anh em thấy cái thiết kế như thế nào thì cứ cho tôi một bình luận ở phía dưới nhá. Đây là cái vòi nhá, tôi mình xịt cái vòi các bạn xem này. Cái vòi nó cũng khá là ổn, ở mức độ kiểu trung bình thì trung bình khá. Về cái mùi hương của Border Juju này, khi mà mình xịt ra ấy, mình nhận thấy một cái tông mùi xịt chút rất là tươi, mới, rất là mọng nước. Và đặc biệt là với những cái con xịt chút mà mình đã từng ngửi thì mình cảm giác là nó được làm khá là cân bằng. Khi mà thường những cái con mà có nốt hương cam thì nó sẽ bị kiểu là ngọt hẳn. Hay là có nốt hương chanh với bưởi thì chúng ta nhận thấy là nét hơi chua và the the từ những cái vỏ bưởi hay là những cái tép chanh hay là tép bưởi. Nhưng mà ở đây nó là mùi chủ đạo là quả juju. Cái quả này thì nếu như bạn nào là người Việt thì có thể là các bạn sẽ không biết nhiều. Nhưng mà nếu bạn nào đã từng có thời gian sống ở Nhật hay là ở Hàn thì các bạn biết cái quả Border Juju, cái quả Juju này khá là rõ. Và cái quả này thì nó có một cái mùi rất là mạnh mẽ và có thể là nó hơi nồng nàn quá. Nên là cái quả này thì không được sử dụng bằng cái việc là ăn trực tiếp, mà người ta hay sử dụng cái quả Juju này để gọi là làm cái đồ uống cocktail ấy. Khi mà các bạn nào mà đến những cái quán cocktail mà các bạn hay thấy những cái vỏ, những cái vỏ quả chanh vàng ấy, thì thực ra nó là quả vỏ quả juju này. Và một cái điều nữa đó là ở trong này thì juju được xử lý rất là khéo léo, khi mà nó không như những cái quả juju tươi, những cái quả juju kiểu vừa mới hái xuống, mà người ta đã bằng những cái phương pháp chiết xuất và chọn lọc những cái nét đẹp của quả juju để làm cho cái mùi hương nó trở nên thanh và ngọt. Ngoài ra thì chai nước hoa này mình cảm thấy là khi mà mình xịt ra ấy, nó có cảm giác rất là mọng nước, nó rất là nhiều nước vậy. Cảm giác nó như kiểu là một cái quả mà ở bên trong nó chỉ có nước không thôi, không có cái múi miếc, không có cái nhân gì cả. Và cái nét này thì khi mà mình ngửi nhiều chai nước hoa xịt chút nó có nốt hương gừng ấy, thì cái nét juicy nó thường do gừng tạo nên. Đấy cũng là một cái điểm rất là hay khi mà người ta biết cách để bổ sung những cái nốt hương trợ như kiểu gừng, như kiểu phong lữ, như kiểu là những cái nốt bạc hà vào để làm cho những cái tông mùi xịt xước nó trở nên mọng nước mà trở nên sáng hơn. Em này khi mà dry down ở trên da ấy, nó có một phần nào đó là mình nhớ tới chai nước hoa Acqua di Gio của nhà Giorgio Armani. Nhưng mà mùi ở đây thì nó không bị cái cảm giác hơi lợ lợ bằng, mà nó chỉ đơn giản là vì nó quá là juicy nên là cảm giác ngửi nó kiểu hơi lõng bõng một tí thôi. Nhưng mà nó thật là cái cảm giác này nó không kéo dài lâu, tại vì mùi hương nó lưu ở trên da hơi kém. Chắc là khoảng tầm 3 tiếng, 2 đến 3 tiếng là mùi hương này không còn gì ở trên da rồi. Thế là mùi hương này nó như kiểu là một cái ly nước lạnh uống vào những cái ngày hè mà các bạn vừa đi ở ngoài trời về. Và nó chỉ giải khát trong cái thời gian mà các bạn vừa mới uống xong, và khoảng tầm 10 đến 15 phút sau. Và nếu như các bạn lại đi ra ngoài trời tiếp thì nó lại cảm giác cái mùi hương này nó chưa đủ đã, mà cảm giác công lọc kia nó kiểu nhanh chóng nó biến mất vậy. Và cái Border Juju này nó chỉ mang lại một cái cảm giác rất là sảng khoái khi mà mới xịt ra mà khoảng tầm 1 tiếng thôi. Nên là với những bạn nào mà thích một cái tông mùi gọi là sảng khoái mát mẻ, nó giống kiểu như Nautica ấy, nó xịt ra nó kiểu vô thưởng vô phạt ấy, thì cái mùi hương này nó
có điểm nhấn hơn, nghĩa là bạn sẽ tạo ra một sự tươi mọng nước nhưng mà cái sự đấy nó không kéo dài lâu ở trên da. Chính vì cái lý do đó nên là Boy the Juju đối với mình thì mình sẽ khuyên các bạn sử dụng vào những cái dịp như các bạn đi thể thao 1-2 tiếng ở ngoài trời nóng này, hay là các bạn kiểu thỉnh thoảng các bạn chạy ra ngoài các bạn ngồi cà phê một tí tí thôi, và các bạn muốn là một cái mùi nó không quá là ngốt, nó có mang lại một cảm giác mát mẻ dễ chịu thì em này làm được. Độ tỏa hương của em này thì nó thật là cũng tầm nửa cánh tay và nó rất là nhanh chóng thành skin scent và nó biến mất ở trên da. Thế nên là ông mà hay kiểu đi chạy Grab ấy, ông cũng muốn kiểu một cái mùi thơm tho để thỉnh thoảng kiểu đón khách, mà Grab kiểu đèo khách ấy, thì các bạn có thể mua em này chỉnh thoảng gần đến nơi thì xịt gọi là cho nó có, tại vì thực ra mùi hương nó cũng rất là rẻ, nó chỉ ngang ngang tầm mùi của Nautica thôi, Nautica Voyage ấy, nên là các bạn có thể mua. Và với mình thì mình cũng thỉnh thoảng mang em này đi xịt để đi chạy bộ ở ngoài trời nóng, nó rất là ổn. Còn nếu mà để mà sử dụng dài trong cái thời gian hàng ngày thì mình nghĩ là em này nó rất là fail, các bạn phải thường xuyên xịt dặm lại, một lần mà xịt dặm lại chắc là phải tầm một ngày, chắc là tầm 2 đến 3 lần thì nó cũng hơi buồn cười. Và cái mùi hương này thì nam nữ đều có thể xài được, và đặc biệt là cái độ tuổi nó cũng không giới hạn, tại vì với mình những cái tông mùi citrus kiểu tươi mọng nước như thế này thì có lẽ là nó không giới hạn độ tuổi, tầm 15 tuổi cũng có thể xịt được này, 20, 25, 30, 35, 40, cảm giác như kiểu đang đếm số trên ống tìm ấy, các bạn đều xịt được. Nó đơn giản là như một cái ly nước để giải khát vào mùa hè vậy. Tiếp tới đó là Boy the Vetiver. Đây, nói thật là khi mà tôi đọc cái tên đó là Vetiver, tôi cũng rất là kiểu mong chờ đây là một cái mùi Vetiver giá rẻ, có thể như được là Uncle Noir của nhà Lalique. Nhưng mà đây là một cái chai nước hoa, cái tên nó khá là lừa các bạn ạ. Nó rất là lừa luôn, nên là bạn nào mà mua ấy, mà các bạn nhìn thấy Vetiver định mua nên là mình khuyên là các bạn không nên mua. Tại sao lại như vậy? Thì cái mùi hương này khi các bạn xịt ra thì nó cũng tạo nên một cái tông mùi khá là citrus tươi mát, nhưng nó có thêm một cái nét ngọt. Như mình nói ở lúc ấy, đó là những cái tông mùi citrus thì sẽ có hướng là làm kiểu ngọt cam hoặc là làm cái kiểu chua chua, the the, thì ở đây nó là mùi ngọt cam các bạn. Đặc biệt là mình vẫn nhận thấy một cái vai kiểu cái cảm giác kiểu mát mát nhưng mà kiểu the the đến từ bà Hà. Thì mình để ý một điều rằng là mình có xem qua những cái nốt hương của cái nhà Karl Lagerfeld, và đặc biệt là những cái tông mùi citrus ấy, họ rất là có cái cảm hứng là sử dụng bạc hà để tạo nên cái độ the mát cho những cái tông mùi citrus. Đấy cũng là một cái hướng làm mùi khá là hay, tại vì như ấy mình nói đó là muốn tạo ra cái nét juicy thì chúng ta có thể sử dụng gừng, muốn tạo ra một cái mùi the mát thì với cái tông mùi citrus mở đầu thì chúng ta có thể sử dụng cả bạc hà vào đấy. Thì em này nó là một cái mùi ngọt cam cùng với bạc hà. Và cái mùi hương ở đây thì các bạn nhận thấy rằng là nó có một cái nét hơi hồng, hồng kiểu hơi hơi the the nhẹ ở đằng sau. Nhưng mà cái nét này thì nó phải chờ cái lúc khi mà cái mùi ngọt của cam nó lắng dần thì cái bông hồng ở đây xuất hiện, một cái bông hồng rất là mượt mà, rất là kiểu gọi là mình nhớ là mình đã từng dùng cái từ mướt mượt mượt. Thì cái mùi hồng ở đây nó xuất hiện lên cái đúng cái hình ảnh như vậy. Và thực sự thì mình cũng không thấy cái nét của Vetiver nhiều lắm, mà chủ yếu sẽ là mùi của những cái cánh hoa hồng. Nhưng mà các bạn sẽ thắc mắc là ô cái mùi hoa hồng thì làm sao mà nam có thể xài được. Nhưng mà không, hồng nó cũng có rất là nhiều hướng làm. Chúng ta có thể làm hồng xanh như ở em này, chúng ta có thể làm hồng gia vị cay nồng, cũng là một cái hồng mà các bạn nam có thể xài được. Hoặc chúng ta có thể làm cái kiểu hồng vải dành cho nữ, thì đây là một cái mùi hồng xanh. Và cái mùi hồng này ấy, thì các bạn ngửi nó có vẻ khá là unisex và nó sẽ phù hợp với những bạn nam theo cái kiểu nhẹ nhàng, theo cái kiểu thanh lịch. Và các bạn sẽ thấy là Vetiver nó cũng có xuất hiện nhưng mà nó chỉ kiểu làm cái nền rất là nhẹ thôi. Nó như kiểu là chúng ta ra một cái vườn hoa hồng và chúng ta nhổ cả cây lên, cả gốc của hoa hồng lên, chứ không chỉ là chúng ta cắt mỗi cái bông hoa thôi. Thì nó sẽ có một cái chút hơi đắng nhẹ và hơi kiểu gỗ nhẹ một xíu ở cái bay nền. Nhưng mà thực sự thì nếu như bạn nào mà chưa ngửi qua quá nhiều những cái mùi Vetiver thì các bạn chỉ thấy rằng là ở đây là một cái mùi hồng hơi xanh nhẹ thôi. Và mình nghĩ rằng là cái mùi hương này nó sẽ phù hợp với những bạn nam nào theo cái kiểu là, thứ nhất là ăn mặc kiểu thư sinh, kiểu hơi kiểu là các bạn hay gọi là good boy hay kiểu là short boy đấy. Và làm những cái ngành nghề, thí dụ như là các bạn làm ở một cái môi trường nó nhiều những cái bạn nữ này, hay là bạn thích những cái mùi nó không quá là nồng nàn, nó không quá là ngọt ngào, một cái tông mùi trung tính mát mẻ, và làm những ngành nghề
có thể rằng là kiểu nó thiên hướng sáng tạo và một cái gì đó hơi kiểu hơi hướng kiểu hơi nghiêng về nghệ thuật một tí, thì các bạn xài cái mùi hương này nó khá là ok. Về cái độ bám tỏa thì với cá nhân mình, em này nó mang tới một cái mùi hương lưu ở trên da khoảng tầm 6 tiếng, tầm 5 đến 6 tiếng. Và độ tỏa hương thì nó chỉ tỏa tốt trong khoảng tầm nửa cánh tay ban đầu, và nó cũng sẽ nhẹ nhàng dần dần thành skin scent bám ở trên da thôi. Về cơ bản những cái tông mùi citrus của nhà này thì nó bám tỏa khá là hạn chế. Nó sẽ dành cho những bạn kiểu không thích một cái mùi xuất hiện quá là rõ rệt. Mùi hương thì nó cũng khá là trẻ trung, nên là với cá nhân mình thì mình nghĩ rằng là các bạn nam khoảng tầm từ 20, 18, 20 cho đến tầm 25, 25, 26 là các bạn có thể xài được. Còn nếu mà hơn một tí thì mình nghĩ là các bạn phải có một cái phong cách ăn mặc trẻ trung. Còn tầm 30 tuổi thì mình nghĩ là mùi hương này có vẻ là không phù hợp cho lắm, tại vì ngửi nó bị kiểu gọi là hồi xuân quá. Và mùi hương cuối cùng trong này đó là một mùi dành cho những anh chàng nào hay bị chê là nhạt. Vâng, nếu mà các bạn bị chê là nhạt thì các bạn cần mua mùi hương này. Nếu như mà nhạt quá thì chúng ta có thể thêm muối. Vâng, và mùi hương này nó là tông mùi chủ đạo là muối, đó là Boiled Cedar. Đây, mùi hương này thì khi mà vừa mới xịt ra thì nó có một phần nào đó nó làm mình liên tưởng tới những cái tủ sách hơi ẩm ẩm, nhưng mà nó sẽ nhanh chóng rất biến mất. Và cái cảm giác này cũng chỉ xuất hiện trong khoảng tầm 2 đến 3 lần xịt mới đầu thôi, nhưng mà sau này mình dành nhiều thời gian hơn để mình thẩm thì mình thấy là nó không còn giống nữa. Nhưng mà một phần nào đó không hiểu sao sau khoảng tầm 2-3 lần xịt đầu mình lại có cái hình dung đến một cái tủ sách hơi ẩm, mà cảm giác kiểu để ở cái gần cửa sổ nó cũng dính hơi tí nắng nắng ấy, khô khô kiểu như vậy. Thì mùi hương này khi các bạn xịt ra các bạn nhận thấy một cái mùi vị muối khá là rõ ràng. Muối ở đây thì nó kết hợp cùng với citrus, cụ thể nó là bưởi. Nó giống như cái mùi của con H24 của nhà MS ấy. Nó là mùi bưởi chấm muối kiểu thế, mọng nước xong rồi một chút mặn mặn. Nó khá là giống, nhưng mà ở đây thì cảm giác mình thấy là nó lên cái mùi của muối rõ hơn, nhưng không như cái mùi của MH24 nó được cân bằng giữa muối và bưởi. Nên là với cá nhân mình thì em này nó có phần hơi khó dùng hơn so với những cái tông mùi citrus của nhà Karl Lagerfeld. Và khi mà cái mùi bưởi nó dịu dịu bớt đi thì muối nó vẫn làm chủ đạo và nó chuyển sang một cái tông mùi, đó là muối kết hợp cùng với một chút bay gỗ. Thì ở đây chúng ta nhận thấy một cái mùi của long diên hương, nhưng mà thực sự thì mình nghĩ là với những chai nước hoa rẻ như này thì có lẽ rằng là sẽ chỉ là Amvusan thôi, một cái mùi làm với giống với long diên hương, và nó sẽ có một chút khoáng này, một chút gỗ này, một chút hơi ẩm nữa. Nó làm cho cái mùi muối ở đây trở nên gọi là phong phú hơn, trở nên đặc sắc hơn, chứ nó không bị kiểu đơn điệu. Nếu như muối đứng một mình thì có lẽ là chúng ta chỉ cần pha nước muối chúng ta đổ lên người thôi là được, đúng không? Nhưng mà ở em này thì không thế. Và đặc biệt là cái nét Amvusan ấy, mình thấy rằng là ở vài chai nước hoa như kiểu Giò Đen, như kiểu là Dior Sauvage, nó cũng có một phần nào đó xuất hiện ở chai nước hoa này, đặc biệt là ở H24 nó cũng xuất hiện ở chai nước hoa này ở cái khoảng cuối, khi mà mùi hương nó còn nhẹ nhẹ ở trên da. Càng ở lâu trên da thì mùi hương nó lại có thêm với cảm giác ấm và có xu hướng kiểu thành một cái mùi sạch sẽ, hơi mặn nhẹ. Và cái mùi hương này nó làm mình nghĩ ngay tới hình ảnh của những anh chàng kiểu vùng biển, da có thể hơi kiểu nâu nâu, kiểu những làn da rám nắng này, một cái thân hình kiểu khỏe khoắn, một cái thân hình kiểu rắn giỏi, có một cái nét từ xương gió và cái độ mặn của muối biển, xong rồi tóc cũng kiểu hơi xoăn nhẹ. Tại vì các bạn biết rồi, những bạn nào ở vùng biển ấy thì cái gió biển nó làm cho cái tóc của những người sống ở đấy nó có cảm giác kiểu hơi xoăn lại. Thế nên là những bạn nào mà đang ở những cái vùng biển mà ra Hà Nội đi học ấy, các bạn muốn tìm cho mình một cái mùi hương nói lên được cái quê hương của ta thì các bạn hãy mua em này nha. Hay là những ông nào nhạt nhạt nữa thì có thể mua Boiled Cedar này để xịt lên để cho mình mặn hơn, mặn mòi hơn. Và thực sự với cá nhân mình, sau một thời gian khá dài mình trải nghiệm thì mình nghĩ là đây không phải là mùi dành cho số đông, nhưng đây lại làm hoàn toàn là một mùi signature scent được. Tại vì với tầm tiền này nhá, chúng ta khó có thể tìm được một cái sáng tạo nào nó đặc biệt hơn so với những chai nước hoa cùng phân khúc. Tại vì cũng chỉ loanh quanh suy sút làm kiểu tươi, làm kiểu fresh này, hay là những cái tông mùi ngọt thôi. Còn những cái tông mùi làm kiểu mặn muối như thế này thì chúng ta không có nhiều. Nên là đây là một chai nước hoa mình nghĩ là nếu như bạn quan tâm thì bạn nên thử trước khi mua. Và cái mùi hương này nó cũng lưu rất là tốt ở trong những cái con chi sức của nhà này. Khi mà lưu ở trên da mình nó loanh quanh khoảng tầm
6 đến 7 thậm chí là 8 tiếng. Và mình nhớ rằng là hôm trước mình có xịt em này cùng với em Begamat của nhà Otto Parisi, hai con lên da, một em ở đây và một em ở đây, và mình đi chạy. Thì lúc ấy mình nghĩ rằng là mình sẽ ngửi thấy mùi của Begamat khá là rõ, tại vì Begamat thì nó cũng lên cái mùi nước chanh muối, em này thì lên cái mùi muối thuần thôi. Và khi mình đi chạy thì mình lại chỉ ngửi thấy mùi em này rất là rõ. Thế nên bạn nào muốn một cái mùi nó hiện diện rõ này là mùi signature scent, và thì các bạn có thể mua em này tỏa tốt luôn. Nếu như nhiệt độ chúng ta cao, nó có thể tỏa tầm một cánh tay, còn không bình thường nó chỉ tỏa tầm nửa cánh tay, và nó lưu trì khoảng thời gian này khá là lâu ở trên da. Và đặc biệt là thiết kế công cũng rất là biển cả đúng không, rất là hợp với cái mùi của muối. Ông nào nhạt thì có thể làm tí cho cuộc đời nó mặn mà hơn nhé. Và nếu như các bạn thử qua những cái mùi hương này rồi thì rất là mong các bạn có thể bình luận cảm nhận ở bên dưới để cho mọi người cùng biết. Chúng ta hãy trao đổi với nhau để chúng ta có nhiều cái nhìn hơn, chứ đừng nhìn trên mỗi góc nhìn của mình để rồi mua nó lại fail, các ông lại bắt đền tôi. Và nếu như các ông thấy video này hay, hay là có những cái chai nước hoa nào của nhà Caragafel mà bạn muốn mình làm nữa, thì các bạn hãy cứ bình luận bên dưới nhá. Còn bây giờ thì xin phép, xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye.